Okay. Chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Chuyện. Mình là Linh và mình là Sunrise. Và lý do vì sao hôm nay có một thành viên cộng cán trong Phê Phim ở đây là bởi vì chúng mình muốn bàn luận, tranh luận về một trong những phản diện tuyệt vời nhất trên màn ảnh lớn trong cả thập kỷ qua, và anh ta chính là Thanos. Thanos, đúng vậy. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm ra cái điểm khác biệt giữa Thanos phiên bản điện ảnh và Thanos phiên bản truyện tranh để có thể nhấn mạnh được cái điểm tốt và điểm xấu của mỗi người, đặc biệt là để tìm ra được cái điểm thú vị của Thanos truyện tranh và Thanos điện ảnh. Đấy, và từ đó chúng ta cũng có thể có cái nhìn rộng hơn và rõ hơn về anh chàng phản diện màu tím này. Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Câu chuyện xoay quanh 6 viên đá vô cực và Thanos của MCU có tên là Infinity Saga. Đây là sự kiện lấy cảm hứng trực tiếp từ cuốn Infinity Gauntlet của Jim Starlin. Infinity Gauntlet là thời điểm Thanos lấy đủ 6 viên đá và búng tay, tước đi sự sống của một nửa vũ trụ. Và từ đây câu chuyện mở ra đại chiến giữa Thanos và tất cả mọi thế lực trong giải thiên hà. Có thể nói, khi đưa Thanos lên màn ảnh, phiên bản Jim Starlin tạo ra đã được thay đổi kha khá, và sau đây sẽ là những chi tiết khác biệt giữa phim và truyện. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của hai phiên bản Thanos nhé. Trên màn ảnh lớn, chúng ta không được biết nhiều về Thanos ngoài việc ông sinh ra trên Titan và là một trong những thiên tài lỗi lạc ở hành tinh này. Ngoài ra, khi gặp Red Skull, kẻ cánh giữ Soul Stone, chúng ta được tiết lộ thêm một chi tiết về cha của Thanos, và ông tên là Alars. Nhưng cũng ở đây, chúng ta biết được mục đích truy tìm 6 viên đá của Thanos là gì. Chứng kiến cái chết của quê hương, Thanos, một nhà tương lai học, đã đề xuất ý tưởng điên rồ là diệt chủng vì tương lai. Nhưng do không được chấp thuận, Titan đã bị diệt vong. Từ đây, Thanos càng tin tưởng hơn vào ý định của bản thân, và hành trình của Thanos bắt đầu tại đây. Trong chuyện, Thanos là một Eternal, sinh ra và lớn lên ở Titan. Nhưng với ngoại hình đột biến của loài Deviants, Thanos từ khi chào đời đã suýt bị chính mẹ của mình giết chết. Lớn lên, Thanos có một tuổi thơ không yên bình lắm khi vô tình kéo cả nhóm bạn mình vào cái chết, rồi sau đó dần dần bị Death thao túng. Death đã theo chân Thanos từ khi cậu mới trưởng thành, và từ đó kéo Thanos vào một hành trình đầy chết chóc. Chính Death đã dụ Thanos lấy 6 viên đá để cân bằng sự sống và cái chết. Trong chuyện, Thanos khởi đầu cuộc chiến vì tình yêu dành cho Death, để rồi cuối cùng bị Death phản bội. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng bàn đến con người của Thanos. Trên màn ảnh lớn, Thanos đã liên tục lên các kế hoạch khác nhau để thực hiện mục đích của bản thân. Từ việc sử dụng Loki để lấy Space Stone, cho tới việc dùng Ronan để lấy Power Stone, Thanos luôn luôn có kế hoạch và tính toán các nước đi tiếp theo của bản thân. Thanos còn nghiên cứu các đối thủ của mình rất rõ ràng, không có một mối nguy nào mà hắn chưa tính trước. Điều này đã được thể hiện rõ ràng khi hắn đối đầu với Hulk và Tony Stark. Hắn biết rõ lối đánh của Hulk và phản đòn rất hiệu quả. Đồng thời, hắn cũng biết Tony Stark là ai, biết anh mạnh đến thế nào và nguy hiểm ra sao. Cách nhau cả trăm năm ánh sáng, Thanos vẫn biết rõ mình đang đối đầu với ai, vì thế hắn đã không những thắng to mà còn khiến các anh hùng trái đất phải run sợ. Đến với Avengers Endgame, Thanos này trẻ hơn rất nhiều so với Thanos đã búng tay ở Avengers Infinity War, nhưng chí lực của hắn vẫn không thay đổi. Ngay khi nhận thấy sự thay đổi của Nebula, hắn đã tìm ra được kế hoạch của các Avengers và nghĩ ra cách tận dụng tình hình rất nhanh. Đầu tiên, nếu mà nói đến con người, phải bàn đến trí thông minh của Thanos đã. Mặc dù Thanos là một con quái vật quyền năng, mạnh mẽ đến vô tưởng, sức mạnh lớn nhất của hắn lại đến từ trí khôn. Trong hành trình Thanos Quest, câu chuyện Thanos đi tìm 6 viên đá vô cực, Thanos khởi đầu không hề có viên đá nào trong tay nhưng đã đánh bại được mọi kẻ sở hữu. Đầu tiên, ông lừa Imagineer để tước lấy Soul Gem, sau đó lừa The Champion tự phá hủy hành tinh của mình để lấy Power Gem. Sử dụng Power Gem để tăng cường sức mạnh của Time Gem của Gardener khiến hắn bị hủy diệt bởi thời gian. Sử dụng Time Gem để lão hóa The Runner, cướp lấy Space Gem của hắn, rồi bắt The Runner trao cho The Collector đổi lấy Reality Gem. Đối mặt The Grandmaster sở hữu Mind Gem, kẻ có thể nói là thông minh nhất thời bấy giờ, Thanos đã thông minh hơn hắn và lừa hắn bằng một cú lừa cực to. Không những thế, hắn còn đủ trí lực chống lại mọi đòn tấn công, mọi đòn tra tấn từ các thực thể vũ trụ. Hắn bị Master Order và Lord Chaos xé ra làm đôi mà vẫn đủ sức chống lại, sau đó đã bị Kronos ném xuyên không thời gian mà vẫn thoát ra một cách dễ dàng. Trong khi toàn bộ chuyện này xảy ra, hắn vẫn luôn để ý tới cục diện, không để bị đánh lừa và bị đánh lén bởi Adam Warlock. Tiếp theo, chúng ta phải nói đến quyền lực của hắn. Có găng tay hay không, Thanos vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm đối với bất cứ kẻ thù nào. Là một Eternal, Thanos có một sức khỏe lớn hơn bất cứ người trái đất nào, có khả năng hứng chịu rất cao, đồng thời cũng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, và hắn cũng gần như là miễn nhiễm với bệnh tật và tuổi tác. Infinity War mở màn với cuộc đối đầu giữa Hulk và Thanos. Tưởng rằng vị đại tướng vũ trụ sẽ bị ăn hành thì mọi thứ đã hoàn toàn ngược lại. Thanos đã nhanh chóng thích nghi về lối đánh của Hulk và phản đòn vô cùng hiệu quả. Sau Hulk là các anh hùng trên Titan, và có thể nói
đây là một cuộc dạo chơi của Thanos. Hắn xuất hiện, làm quen với các siêu anh hùng để họ có chút niềm tin chiến thắng, rồi ngay lập tức dập tắt nó. Nếu không vì Doctor Strange tự động đem Time Stone cho hắn, thì Tony Stark đã chết. Đến trái đất, hắn đã quét sạch mọi Avengers chỉ trong 3 nốt nhạc và búng tay một cách không thể nào dễ dàng hơn. Ở Avengers Endgame, hắn cũng đã chặt đứt đôi khiên của Captain America, suýt nữa dễ chết Thor, đập cho Iron Man ra bã và nhanh chóng vô hiệu hóa Captain Marvel. Nếu không vì sự can thiệp đầy quả cảm của Tony Stark, thì có lẽ hắn đã búng tay thêm một lần nữa. Sau đó chúng ta phải nói đến vị trí của hắn trong vũ trụ. Trong truyện tranh, Thanos là một kẻ cô độc. Hắn thường xuyên bay quanh vũ trụ trên con tàu riêng của mình mà không có ai đồng hành. Thanos chủ yếu chiến đấu một mình và không có ai làm đồng minh. Kẻ duy nhất hắn coi là xứng tầm là Death. Điều này không những chứng tỏ Thanos là một thế lực hùng mạnh mà còn khẳng định vị trí của mình là một vị thần trong hàng ngũ các vị thần. Trái lại với phiên bản truyện tranh, Thanos diện ảnh là đại tướng, là thủ lĩnh của cả một binh đoàn khổng lồ. Dưới trướng Thanos là toàn bộ thế lực Black Order, quân đoàn Chitauri, đội quân Outrider hùng hậu. Ngoài ra là vô cùng nhiều thế giới khác nhau mà hắn đã thống trị. Phiên bản điện ảnh chứng minh bản thân bằng cách du hành tới mọi hành tinh, loại bỏ một nửa dân số rồi tiếp tục hành trình. Hắn như một thế lực trong vũ trụ xuất hiện và càn quét mà không ai có thể ngăn cản. Vì thế mà hoàn toàn có thể nói, nếu Thanos trong truyện là một vị thần thì Thanos ở trong phim là một thế lực bất khả kháng. Cuối cùng chúng ta phải nói đến động lực của Thanos. Thanos trong phim đã búng tay tước đi nửa sự sống trong vũ trụ với sự đau đớn vì hắn đã hy sinh tất cả, kể cả tình yêu lớn nhất của mình để làm điều đó. Trong lòng Thanos, hắn thấy rằng mình đã phải trả một cái giá không thể nào đong đếm được. Trong truyện tranh, Thanos búng tay tước đi mạng sống của nửa vũ trụ với sự hào hứng vì hắn đã thực hiện được điều mà Death đã giao cho. Trong lòng Thanos, hắn thấy mình đã tặng cho Death một món quà vô giá. Thanos phiên bản truyện tranh đã có rất nhiều năm, có thể nói là hàng vài thập kỷ để xây dựng và phát triển. Trong khi đó, Thanos phiên bản điện ảnh thì mới có một vài phim để xây dựng và để lại dấu ấn thôi. Nhưng mà điều đó cũng không thể nào ngừng Thanos lại trong cái việc anh để lại một dấu ấn rất là nặng trong lòng người xem. Trước hết, chúng ta hãy cùng bàn về Thanos để xem là ông nào thú vị hơn nhá. Trước tiên hãy cùng bàn về Thanos phiên bản truyện tranh nhá. Thì phiên bản truyện tranh ấy có những điểm tốt như này. Điểm anh thích thì Thanos truyện tranh có nguồn gốc cụ thể này, có một câu chuyện làm nền rất hợp lý và từ đó chúng ta có thể thông cảm nhiều hơn cho Thanos, hiểu được mục đích hắn đề ra nhiều hơn. Và từ đấy thì cái việc mà Thanos búng tay nó cũng dễ hiểu hơn là cái việc tự nhiên đùng một cái bảo yêu Death không búng tay. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được sức mạnh của hắn. Thanos trong truyện tranh thực sự quyền năng. Từ, quay lại điểm 1. Ở cái phần lý tưởng của Thanos ở trong truyện tranh, em hoàn toàn đồng tình là chúng ta có thể hiểu được cái lý tưởng của Thanos. Nhưng mà ở phiên bản điện ảnh nó hơi khác một chút. Chúng ta không được biết quá nhiều về quá khứ của Thanos. Chúng ta chỉ được biết rằng ông ấy đến từ đâu, chuyện gì đã xảy ra với các thế giới đó và bố của ông ấy tên là gì. Nhưng mà một cái mà phiên bản điện ảnh đã làm rất là tốt đó là lột tả rõ được cái lý tưởng, nguồn gốc lý tưởng của Thanos. Đó là Thanos sinh ra, lớn lên và rồi phải rời khỏi cái hành tinh thai sừng của ông do bùng nổ dân số, và đã khiến chính cái điều này đã khiến cho tài nguyên môi trường của cái hành tinh này nó bị cạn kiệt rất là nhiều, dẫn tới sự tuyệt vong, diệt vong của cái, dẫn tới sự diệt vong của cả một hành tinh. Và có lẽ cái đề tài về việc bùng nổ dân số và tài nguyên môi trường dần dần bị giảm đi này đang có lẽ là mang tính thời đại hơn bao giờ hết, đặc biệt là vào những năm gần đây. Nên là khi mà xem phiên bản Thanos và khi mà Thanos nói những cái lý do của ông ở trên màn ảnh lớn, em không thể nào mà không cảm thông được cho cái lý tưởng đó của Thanos. Thế đấy, anh rất là đồng tình nhé, bởi vì là phiên bản truyện tranh thì chúng ta hiểu được cốt truyện của nhân vật khi mà họ sinh ra và lớn lên như nào ấy, thì mình thông cảm được. Nhưng mà với phiên bản điện ảnh ấy, thì chúng ta chả cần phải biết nguồn gốc rõ ràng ra sao, nhìn vào vấn đề thời sự về trái đất nóng lên như bây giờ hay là quá tải dân số ấy, thì cũng đủ hiểu lý do vì sao Thanos vẫn búng tay như vậy. Thế kiểu là sáng đi làm lúc nào cũng tắc đường thì tất nhiên là một búng tay rồi, còn gì nữa. Cái xe bay ra khỏi đường rồi đến chỗ làm nhanh hơn rồi không phải đến mở. Ok, một cái anh thích nữa trong truyện tranh đó là cái sức mạnh của Thanos ấy. Thì trong truyện tranh thì rõ ràng Thanos quyền năng hơn rất nhiều so với điện ảnh, bởi vì trong truyện tranh thì khi mà có găng tay đeo vào rồi, Thanos một mình cân tất cả các thực thể vũ trụ và tất cả mọi anh hùng từ trái đất đến, chỉ cần nghĩ một cái thôi là tất cả bất lực hết. Còn trong phim thì không thể nào nói rằng ông ấy không mạnh mẽ được, bởi vì trên phim ông ấy quyền năng lên mức mà tất cả mọi thứ tưởng chừng như là không làm được. Cái khiên bất khả xâm phạm của Cap bị chặt lòng đôi. Đây cũng là một cái chi tiết mà em cực kỳ thích của Thanos trên MCU, đó là không tính hai cái phần credit của Avengers và Avengers Age of Ultron nhá. Lần đầu tiên chúng ta được thật sự thấy Thanos là phân đoạn mở đầu của Avengers Infinity War. Và trước đấy, Strongest Avenger là ai? Là Hulk và là Thor đã bị
Thanos phiên bản điện ảnh đập cho như tử. Thor thì còn không đứng dậy luôn, còn Hulk thì chỉ trong hạ trong bạt đúng 3 nốt nhạc, không làm được một cái gì nữa. Còn đến mức mà trong cả phim Infinity War còn không dám lộ mặt ra. Và đến Avengers Endgame ở hồi cuối cùng, Thanos nhảy từ một vũ trụ khác sang, và Thanos này rất khỏe, mặc dù không có bất kỳ một viên đá vô cực nào, nhưng mà ông vẫn có thể hạ 3 Avengers chủ chốt: Captain America, Thor và Iron Man. Sau đó còn hạ thêm rất nhiều người nữa. Ta có thể thấy là Thanos là một người cực kỳ khỏe, không chỉ ở trong chiến tranh mà cả trên điện ảnh. Có một cái muốn nhấn mạnh đây là về sức mạnh của Thanos trong Endgame nhá, đó là thời điểm này Thanos còn chưa có mấy năm đi tìm đá nhá, chưa có viên đá nào trên tay nhá. Thor lúc này thì đã được unlock kiểu sức mạnh tiềm ẩn trong mình bởi Odin rồi, xong cầm cả hai búa xong nhảy vào bổ Thanos, xong vẫn bị Thanos tí giết. Sức mạnh kiểu ăn kiểu một đống đồ gây béo với cả uống bia vẫn khỏe, vẫn đánh nhau được. Bụng đầy bia rồi mà không đánh được Thanos, nghĩa là Thanos quá là mạnh. Một cái nữa anh thích ở Thanos đó là ấy, trong truyện tranh thì Thanos không hẳn là một người, không hẳn là một thế lực, mà Thanos trong truyện tranh là một vị thần luôn ấy. Bởi vì đã có rất nhiều lần mà Thanos được thể hiện điều này. Đó là khi mà Thanos có Cosmic Cube này, sau đó là Thanos có 6 viên đá vô cực này, sau đó là có một ngoại truyện nữa là Thanos có cả trái tim của cả vũ trụ. Cái được thể hiện trong truyện tranh đó là Thanos lúc nào cũng là một vị thần, một ý, kiểu đấng tối cao cho tất cả mọi người phải nhìn và sợ ấy. Như kiểu là bây giờ ngày mai nó nắng mưa sao biết được, nhưng mà dương thần thì tự quyết định được cái đấy. Không quan tâm bất kỳ một gì. Nhưng mà ngược lại với anh, đây là cái em thích ở Thanos phiên bản điện ảnh. Đó là Thanos phiên bản điện ảnh cũng có sức mạnh đúng như là một vị thần, nhưng mà thay vì khi mà nhắc đến các vị thần trong tôn giáo thì chúng ta tưởng tượng đến các thực thể mà đã vượt ngưỡng của những cái tình cảm thông thường mất rồi. Nhưng mà Thanos trong phiên bản điện ảnh lại có tình cảm rất là mãnh liệt, có thể khiến rất nhiều khán giả cảm thông dành cho Nebula và Gamora, đặc biệt là phân cảnh mà Thanos phải hy sinh con gái để lấy Soul Stone. Ông ấy đã khóc và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cái tình cảm đó của ông dành cho con gái. Hay là Nebula, tại sao Thanos lại phải cho roi cho vọt nhiều như vậy? Yêu cho roi cho vọt, roi hơi đau cho Nebula. Đó là bởi vì khi mà Nebula tham gia những cái cuộc chinh chiến, ông muốn con gái của mình trở lại một cách nguyên vẹn. Muốn để có thể gây áp lực cho Nebula như vậy là muốn con gái của mình trở thành một trong những người giỏi nhất, và hoàn toàn có thể trở thành một trong những chiến binh tài giỏi nhất thiên hà. Và đúng là cô đã trở thành như vậy thật. Và một cái rất là hay nữa là chính cái việc mà Thanos nâng cấp cho Nebula ấy đã là giúp cho Nebula đến với tương lai một cách dễ dàng hơn và thực hiện kế hoạch của Thanos. Có nghĩa là nếu như Nebula không hoàn hảo đến mức như vậy, là một gián điệp hoàn hảo ấy, thì Nebula đã không đến tương lai và đem cả binh đoàn Thanos từ quá khứ đến tương lai được. Cực kỳ thích phiên bản điện ảnh, vừa có lý tưởng hay, vừa có sức mạnh chưa bao giờ nhìn thấy trên màn ảnh lớn, và là một người thần, gần như là thần mà vẫn có tình cảm của những người bình thường. Đúng rồi, có nghĩa là một phản diện gần như là toàn diện luôn đấy. Nhưng mà tất nhiên là nói về cái tốt thì cũng phải nói về cái xấu, nói về cái yêu thì cũng phải nói về cái ghét. Đây là những cái mà cá nhân anh nghĩ là phiên bản truyện tranh đã không thực sự làm anh hài lòng. Đó là đầu tiên là việc là khác hoàn toàn so với phiên bản điện ảnh nhá. Phiên bản truyện tranh Thanos, tất cả mọi hành động của Thanos đều bị thao túng bởi Death. Từ bé khi được sinh ra thì Death đã đến và nói chuyện và làm cho Thanos bị suy nghĩ sai lệch. Sau một thời gian thì bắt đầu Thanos bị lạc hướng này, kéo bạn bè vào cái chết này, xong rồi trưởng thành dần này, xong bị Death tái xuất. Xong rồi sai kiểu gì đến cả khi mà Thanos chết rồi nhá, Death kiểu tái sinh cho Thanos, xong rồi bảo là ông ơi, bây giờ trái đất kiểu vũ trụ này nhiều sinh vật sống hơn nhiều sinh vật chết, có gì ông búng tay hộ tôi cái. Thế là Thanos đi làm luôn, thậm chí còn nói với cả Silver Surfer bảo là Death bảo tôi đi búng tay một nửa vũ trụ đấy. Thế nên là sai. Hầu như các hành động của Thanos trong truyện tranh đều bị thao túng bởi một nhân vật khác. Mà trong đó phiên bản điện ảnh nhá, tất cả mọi thứ là ông ấy tự làm, ông ấy tự quyết, ông ấy tự làm ra. Đấy là một cái anh rất là không thích trong phiên bản làm truyện tranh. Còn ngoài ra nhá, có một cái nữa đó là tính cách của Thanos trong truyện tranh khá là dữ dội và ông ấy có cái tôi khá là cao. Nhưng mà lại ngược lại nhá, bên trong Thanos là một người khá là thiếu tự tin, và cái việc thiếu tự tin này đã dẫn đến cái kết của Thanos trong câu chuyện Infinity Gauntlet, đó là insecurity. Kiểu bị mặc cảm, xong rồi cuối cùng vì cái mặc cảm đấy mà thua. Và đấy là một điều anh không thích lắm trong câu chuyện gốc của Infinity Gauntlet. Đấy cũng chính là một điều mà em khá là không hài lòng với cả Thanos ở Endgame. Thì chuẩn xác hơn, Thanos ở Infinity War gần như là một trong những phản diện hay nhất trong năm trở lại đây, nếu không muốn nói là trong thập kỷ vừa rồi nhá. Nhưng mà Thanos ở Endgame lại là một người đang ở đỉnh cao của những cuộc chinh chiến gần như là bất bại luôn, không bao giờ bị làm sao cả, không có bất kỳ một cái gì có thể chạm đến ông. Chính cái việc đấy đã dẫn đến Thanos ở Endgame có phần hơi ngạo mạn. Tại sao đến được một cái vũ trụ khác mà vũ trụ đấy có găng tay rồi, có 6 viên đá trên đấy rồi, nhưng mà lại không đích thân đi tìm? Nhất là khi lúc đấy tất cả Avengers đều đang nằm dưới đống đổ nát của tòa nhà Avengers, gần như ai cũng đang kiệt quệ, sức cùng lực cạn rồi, nhưng mà lại không đến
và tự tay lấy Thanos, à tự tay lấy găng tay, hoặc là tự tay gọi là 6 viên đá tự tay lấy Thanos, hoặc là, hoặc là tự tay gọi là bóp nghẹt từng người một luôn. Yeah. Chẳng phải làm như thế là mọi thứ rất là dễ dàng hơn đúng không? Chỉ cần lấy găng tay xong rồi búng một cái, tất cả mọi thứ sẽ xong. Nhưng lại ngồi một chỗ chơi với cả hai hòn đá phách, hai hòn đá bê tông và giao cho con gái đi lấy. Thì thấy sự ngạo mạn này đã cuối cùng đã dẫn đến sự thất bại của Thanos. Đấy là chính là câu nói của Thanos này. Thanos vừa mà đến vũ trụ này một cái xong bảo luôn là cái bọn ngạo mạn không biết tính trước đâu. Ai ngờ chính Thanos sẽ là kẻ ngạo mạn trong câu chuyện này. Và cuối cùng cái sự ngạo mạn đấy đã đập chết Thanos. Có một cái điểm cuối cùng mà anh không thích nữa trong phiên bản truyện tranh ấy, đó là ấy, Thanos trong phiên bản truyện tranh là một kẻ cô độc này, không có đồng đội, và hầu như là mọi sự xuất hiện của Thanos đều là ông ấy một mình, và cái người sánh vai với Thanos duy nhất ấy, có lẽ chỉ là Death thôi. Nhưng mà Death là một cái thế lực trong vũ trụ rồi nên là không tính là con người. Nhưng mà trong khi đó nhé, chắc các đầu truyện sau này của Thanos này, như kiểu là truyện Infinity thì Thanos lúc này có cả một binh đoàn này, có cả một đoàn Black Order này, Black Order lên phim rồi đấy. Xong rồi thì Thanos có bao nhiêu quân đoàn khác nhau để đánh nhau để thống trị vũ trụ này. Và trong phim nhá, chúng ta có thể thấy là Thanos có binh đoàn Chitauri này, có Black Order này, có Outriders này, có mấy con Leviathan bay này đấy. Thanos như thế mạnh như thế cơ mà. Thế thì tại sao trong truyện lại không có đầy đủ những sức mạnh như thế? Rõ ràng như kiểu là Thanos trong chuyện bị nerf đi bởi vì ông ấy cô độc quá ấy. Ở phiên bản điện ảnh thì tất cả những người mà không phải Thanos mà trong đội của ông ấy lại bị nerf. Đấy. Một mình Thanos sẽ được tăng lên. Đấy, mình ngược lại. Đúng rồi. Em không thích cái gì nữa ở phim ảnh nào? Có lẽ em chỉ bất bình nhất với cả cái sự ngạo mạn của Thanos ở Avengers Endgame thôi. Thật sự là em đã mong chờ một cái búng tay của Thanos và giết hết tất cả mọi người và dẫn sang một cái vũ trụ khác. Thế thôi đi. Đúng rồi, thế thôi. Ok, và đó là ý kiến của mình và Linh là Thanos trong truyện tranh hay thế nào, chán ra sao, và Thanos trên phiên bản điện ảnh hay thế nào, chán ra sao. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy là Thanos nào hay hơn? Các bạn thích ý tưởng của Thanos nào hơn? Và theo các bạn, Thanos nào thú vị hơn? Thanos nào đánh nhau sẽ thắng? Chúng ta hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Ok, nếu các bạn thích video này thì bấm nút like. Còn nếu các bạn muốn tham gia các cuộc tranh luận như này thì hãy tham gia vào group phê chuyện của chúng mình. Chúng mình đăng các topic thường xuyên để các bạn có thể vào tranh luận và chia sẻ với chúng mình quan điểm của các bạn. Và có thể chính topic đấy và chính ý kiến các bạn sẽ được lên trên phê chuyện trong một ngày nào đó. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Samurai. Mình là Linh. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.